Rồi, chào anh em, chào tất cả các bác đam mê âm thanh nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu một ít, đó là những chiếc ổ cắm của Furutouch như thế này nhé. Đó, rất là chất lượng nha. Ổ cắm Furutouch. Đó, thì bên em đợt này thì về được tầm khoảng 50 cái nha. 50 cái. Đó, rất là chắc chắn nha, rất là chất lượng. Đây, này. Đó, nó được mở rất là đẹp, rất là xịn nhá. Và bên em về được là những chiếc phay nhôm như thế này, cho các bác âm vào tường nhé. Thì loại đợt trước thì nó không có âm vào tường được, còn loại này thì nó âm vào tường được luôn nhé. Đây, bên em có bát này. Màu này là màu đồng nha các bác, màu đồng. Rất là đẹp. Cái này mình ốp vào tường thì quá là ok, quá là chất lượng nha. Đó, rất là xịn. Có hai màu, màu đen và màu đồng này. Còn ổ cắm thì nó có một màu đen thôi. Thì số lượng thì không có nhiều, vừa tầm thôi. Đó, thì khi bác nào cần một chiếc ổ cắm chất lượng để mình sử dụng cho hệ thống audio của mình thì các bác có thể lựa chọn những dòng như thế này, rất là chất lượng nhé. Đó, và những chiếc phay nhôm như thế này có giá là 200 ngàn một cái nha, 200 một cái. Thì bên em chỉ có tầm khoảng 50 cái thôi, không có nhiều nhé. 200 ngàn một cái. Còn cái này, giá bữa nay của nó là 400 ngàn một cái nha bác. Giá 400 một cái. Hàng chất lượng nhé. Đó, cực là xịn luôn. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo là 0969 569 157 nhé. Một combo của nó như thế này là 600 nha bác, 600. Nếu các bác mua hai ổ như thế này, mua hai cái như thế này thì giá của nó sẽ 1 triệu 1 nha. Hai cái là 1 triệu 1, hai bộ như thế này 1 triệu 100 nghìn. Còn nếu lấy một bộ như thế này là giá của nó là 600. Lấy một ổ rời như thế này giá của nó là 400. Lấy một chiếc phay nhôm như thế này là 200 ngàn nhé. Đó, quá đẹp. Thì cái này các bác về ốp vào tường thì rất là sang trọng. Thì những cái tấm này thì nó không có test nha, không có test gì hết đâu. Rồi, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em. Số điện thoại của em là 0969 569 157 nhé. Các bác xem cân thì cho em xin một lượt đăng ký nha. Rồi, chào bác, hẹn các bác các video tiếp theo.